Rồi, xin chào bà con ha. Mới sáng sớm mà sáng tiện làm cái video về cách đục lỗ luôn. Này dễ thôi nhưng mà ai biết rồi thì không nói chi nữa ha. Bạn nào chưa biết thì mình chỉ thôi. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần biết đó là cái việc đục lỗ, đó là cái lỗ đầu tiên luôn luôn là thành công 100%. Chỉ có vấn đề ở đây là từ lỗ thứ hai, thứ ba thôi. Thì cái cách ở đây là chúng ta chuẩn bị khoảng một cái số lượng đục đi, khoảng là 6 cái, nhưng mà thường là không tốn tới 6 cái đâu. Nhớ là cùng một loại nha, khóa hoặc là không khóa, đừng có dùng trộn chung vô cùng trong túi. Rồi bỏ vô đục, để chuột vô nút đục và nhấn liên tục luôn, nhấn nhanh nhất có thể luôn. Sao bảo đảm sao? Rồi bây giờ mình thử, mình sẽ ví dụ thôi, sơ sơ thôi, chứ còn mình không, mình đục hết rồi mình không thể đục được nữa. Đây đây mình có 6 cái đục đây, 6 đục là cái trừ hao thôi ha. Đó, mình để cho nó đẹp luôn, 6 cái nè. Rồi đây, giả sử mình để món đồ này vô, à đó rồi, bảo thạch nè, bảo thạch công phường, trang bị đục lỗ nè. Giả sử nha, mình bỏ vô nha, giả sử là cái đồ này chưa có lỗ, mình bỏ vô là cái đồ nó vô đây. Rồi mình bỏ cái đục vô, ví dụ mình bỏ cái đục vô trong đây. Rồi cái nút đục đây, thì chúng ta sẽ nhắm liên tục luôn. Đó, mình nhấn càng nhanh càng tốt, bấm nhanh nhất có thể luôn. Nhưng mà có một điều lưu ý, đó là nếu mà cái đục mà không khóa thì lúc cái lần đầu tiên chúng ta bấm, nó sẽ hỏi là bạn có xác nhận muốn sử dụng đục khóa hay không. Thì chúng ta bấm xác nhận, bắt đầu từ lần thứ hai đi, thì chúng ta bắt đầu bấm nhanh liên tục luôn. Chỉ có cái loại khóa thì chúng ta hay chú ý lúc đầu thôi. Và nếu như chúng ta trộn trong cái túi này giữa khóa và không khóa chung với nhau á, thì trong lúc đục á, nó đụng, nó sử dụng cái khóa thì nó sẽ hỏi là có muốn dùng khóa hay không, dùng cái loại đục khóa hay không. Rồi tự nhiên sau đó nó là gặp cái đục không khóa thì nó cũng hỏi nữa, nó không có hỏi, thì như vậy là nó sẽ làm cho chúng ta chậm đi quá trình bấm. Cho nên là mình khuyên là nên dùng chung một loại thôi, một là khóa hay là hoặc là không khóa, đục á, đục cố định hay là không cố định, dùng một trong hai loại thôi. Thì đục vô thì chúng ta sẽ có được 3 lỗ ha. Đấy, vậy là xong.